chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Thanh Thảo, mình đến từ trường Trung học phổ thông Phạm Bình Định, tỉnh Nam Định. Hôm nay mình có tham gia thử thách trong group dậy sớm học văn cùng chị Hiên để luyện ôn thi đại học. Và thử thách đầu tiên mà chị Hiên đưa ra cho mình và tất cả mọi người trong group đó chính là phân tích tám câu thơ gần cuối trong bài thơ Tê Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Tê Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trường người mộng qua biên giới, đêm mưa Hà Nội sáng kiều thơm. Đại đáp biên cơ mổ điện sứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bảo thay chiều anh vẽ đơn sông mã và biên khúc tộc hành. Có thể thấy đây là một hộ thơ mà nhà thơ Quang Dũng đã tập trung tái hiện những hình ảnh tả thực của đoàn binh Tê Tiến nơi chiến trường miền Tây của Tổ quốc. Đoàn binh không mọc tóc, nói như chính hiệu cũng đã từng nói trong bài thơ Đồng Chí. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buôn giá chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đó, những thiếu thốn về vật chất đã làm cho những người lính trở nên xanh xao, gầy gộc, bi lụy trước chiến trường. Thế nhưng ở đây nhà thơ Quang Dũng lại không làm cho những người lính trở nên bi thương thảm hại, mà nhà thơ đã sử dụng một cụm từ đoàn binh đã cho thấy, để nâng lên cái vẻ đẹp của những người lính Tây Tiến, thể hiện ý chí quyết tâm cố gắng của một binh đoàn trải dài để chiến đấu vượt qua khó khăn thử thách nơi miền Tây của Tổ quốc. Một đoàn binh có sức mạnh làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời, một đoàn binh không hề bi lụy, luôn mang trong mình ý chí ngút trời. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mắt trừng có thể thấy đây là một hình ảnh cực tả sự sục sôi, nội tâm hướng về nhiệm vụ chiến đấu. Đó chính là cái nhìn căm thù trước kẻ thù kẻ địch, là ý chí sắt đá của những người lính Tây Tiến. Nhưng bên cạnh đó, đôi mắt ấy cũng là một đôi mắt biết mộng mơ, nhớ nhung về những ngày tháng, về những ngày tháng nơi Hà Thành, về quê hương Hà Nội yêu dấu, nhớ về bóng người thương nơi Hà Thành xa cách. Đó, điều đó cũng đã héo mở cho người đọc thấy được Quang Dũng là một nhà thơ đa tài với phong cách thoáng bay bổng của hồn thơ. Chẳng thơ cũng thể hoa nhài, giữa không thanh lịch cũng người chẳng an. Bên cạnh cái mộng mơ đó thì Quang Dũng cũng đã nhìn thẳng vào cái sự thật của nơi chiến trường. Đại đáp biên cương mổ điện sứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đại đáp biên cương mổ điện sứ đó là những gợi nhớ cho những nấm mồ của những chiến sĩ vô danh khắp tập đống nơi biển đại xa xôi, gợi cảm giác bi lụy thê lương. Nhà thơ đã dùng cái bi tráng để nâng đỡ cảm xúc những người đồng chí bằng cách nói hùng tráng đấy. Nơi hoang vắng, điều hưu lạnh lẽo, hàng loạt các từ sử dụng như kiểu là biên cương, mổ điện sứ làm cho câu thơ trở nên cổ kính, trang trọng, làm giảm bớt sự bi thương mất mát, chua xót của những người lính. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh tập trung thể hiện lý tưởng sống cao đẹp của người lính Tây Tiến như quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Bên cạnh đó, nhà thơ cũng đã trang trọng hóa những hình ảnh người lính để trở nên thật hùng tráng. Áo bào đó là cách nói trang trọng để giảm bớt cái bi thương của sự hy sinh mất mát của những người lính. Cách nói ấy khiến hình ảnh người lính trở nên như những chiến tướng thời xưa rực rỡ trong những tấm áo bào của vị chúa. Trong tấm lòng những người lính ra đi trong tấm lòng yêu thương và trân trọng của Quang Dũng đã được bao bọc bởi đồng đội của mình bằng những hình ảnh trang trọng đáng được ghi nhớ.